Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một cặp nhà phố nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, thuộc đường Thống Nhất, thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà cũng như cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích là ngang 4,5 m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14 m, và được cái chữ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu, đúc theo kiểu tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước, sân thượng sau. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt, và phía trên mình có những cái mái thái trang trí rất là đẹp, và mình có những cái ban công được cái chịu nhà trồng chúng mình rất là nhiều những cái mảng cây xanh ở phía bên ngoài để tạo không gian xanh cho căn nhà, cũng như một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại rất là đẹp. Thì chỗ này Nhà đất Hoàng Tiến đang có 2 căn muốn gửi đến nhà hàng, và 2 căn nhà này thì được xây mặt tiền khác một chút, và bên trong căn nhà mình thì căn phía bên tay phải sẽ có 4 phòng ngủ chính, và căn phía bên tay trái thì có 3 phòng ngủ chính, cũng như một căn thì có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và với cặp nhà này thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà mình, một con đường rất là rộng, xe hơi xe tải để di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thì mình sẽ có 2 con đường để di chuyển ra trục đường Thống Nhất. Với trục đường đi thẳng thì mình sẽ ra trục đường Thống Nhất, và một con đường rẽ tay phải để ra trục cũng ra trục đường Thống Nhất thôi. Nhưng mà bên hông của trường học Nguyễn Du. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tiến đang có đầy đủ tất cả các hướng để cho khách hàng lựa chọn, có hướng bắc, hướng nam cũng như hướng đông và hướng tây. Với cặp nhà đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với 2 lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian gara để xe của căn nhà, thì mình sẽ có một chiếc xe hơi cũng đã được anh chị nhà để sẵn bên trong. Với chiếc xe hơi lên đến 7 chỗ, mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Với không gian căn nhà khu vực gara xe hơi thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, có đổ bê tông, nếu mình để xe hơi mình sẽ không bị sợ bị lún. Và hai bên tường thì được anh chị nhà ốp cho mình những cái mảng đá rất là đẹp, và một bên thì được các chị nhà sơn cho mình với một cái tông màu sơn để mình có thể lau chùi thoải mái, và mình sẽ không sợ bị dơ cũng như bị chầy. Và mình có những bức tranh trang trí bên khu vực gara để xe căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế phía sau không gian phòng khách và tầng lửng thì được các chị nhà thiết kế cho mình làm phòng bếp, và bên trong không gian phòng khách thì phía ngoài mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách và khu vực gara để xe của căn nhà. Và mình có giếng trời để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà, thì cầu thang căn nhà mình trụ thang tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ sồi, và lan can thì được làm bằng sắt rất là đẹp. Và phía trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà, mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, cũng như phía sau thì được các chị nhà thiết kế cho mình có những cái mảng thông gió, lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà mình rất là đẹp. Và mình có những cái mảng tường được ốp vải cá rất là đẹp, và hệ thống giếng trời phía sau rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà
đang có diện tích là ngang 4,5 m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 14 m, và được anh chị nhà xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của gia đình mình thì được thiết kế đầy đủ như gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như 4 nhà vệ sinh. Riêng căn nhà này thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh có bồn tắm xông hơi, có bồn tắm nằm cũng như là phòng chăm sóc sức khỏe. Và căn nhà kế bên thì mình có tới 4 phòng ngủ, và tùy vào cái nhu cầu sử dụng của gia đình thì mình có thể lựa chọn một trong hai căn nhà để phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nếu gia đình mình ở đông người thì mình có thể lấy căn bên cạnh có tới 4 phòng ngủ, và căn bên ngoài này thì có 3 phòng ngủ thôi, nhưng mà được anh chị nhà thiết kế đầy đủ nội thất. Hai căn nhà thì được thiết kế đầy đủ nội thất rồi, và nội thất cũng ná giống nhau. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng khách căn nhà. Thì phòng bếp căn nhà thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, kệ để tivi, cũng như hai bên thì mình có những cái kệ để mình để trong trưng bày những chai rượu, và khoảng không gian để tủ lạnh cũng như bếp. Không gian phòng bếp mình có máy hút khử mùi, phía trước mình có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, thì khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng, và chỉ với giá 10 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một trong hai căn nhà đẹp nằm tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần với lại ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, cũng như gần siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng, và gần với lại khu Cityland thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trên trục đường Thống Nhất, một bên là phường 10 và một bên là phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà đầu đồng bộ, khu VIP nhất quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và khu này thì đang có một cái giá tương đối rất là cao, với giá trị đất cũng rất là cao. Và khi bây giờ xây dựng lên căn nhà này thì giá trị của căn nhà cũng dựa theo cái giá trị đất, cho nên là khu này rất là đẳng cấp của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, với một căn nhà nằm gần trung tâm của thành phố cũng như gần sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình có đầy đủ nội thất bên trong như giường tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc, nhà vệ sinh. Và bên trong mình có vách ngăn tấm kính, hệ thống lavabo bàn cầu. Và nhà vệ sinh căn nhà mình được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là đẹp cũng như rất là thoáng mát. Di chuyển ra khu vực phía sau căn nhà thì mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Phòng ngủ số 2 căn nhà này thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có cửa lùa ra phía sau rất là thoáng và rất là mát, cũng như tủ quần áo. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong khi khách hàng mua căn nhà này, và chỉ với giá 10 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà cũng như cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thuộc đường Thống Nhất thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là trung tâm của thành phố. Từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 phút, và mình về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 10-15 phút thôi. Rất là gần, với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại. Với hệ thống cầu thang căn nhà mình thì được các chủ nhà thiết kế có hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà mình thì mình sẽ có một cái phòng ngủ ở lầu 2. Phòng ngủ này thì phòng ngủ lớn nhất với nhà vệ sinh được các chị nhà đưa ra phía sau của căn nhà. Mình sẽ có hai phòng ngủ lớn ở phía trước và được các chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất. Phòng này thì cũng rộng ngang với lại phòng ở phía dưới khu vực phía trước, với không gian phòng ngủ căn nhà rất là rộng và đầy đủ nội thất bên trong được các chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Và đặc biệt mình có một cái tủ quần áo rất là dài, với tủ quần áo để phục vụ cho khu vực không gian phòng tắm xông hơi, phòng tắm chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Bên trong thì mình sẽ có hệ thống lavabo cũng như bàn cầu và
phòng tắm cũng như nhà vệ sinh, có bồn tắm, khu vực không gian để mình thay đồ. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh có bồn tắm xông hơi, có bồn tắm nằm cũng như hệ thống lavabo cao cấp và tủ quần áo lớn. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Thì căn nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, là phía trước là hai phòng ngủ lớn và mình sẽ có bốn nhà vệ sinh, cũng như riêng mình có một cái nhà vệ sinh có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và di chuyển lên phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có một cái phòng thờ ở phía bên trong. Bên ngoài thì mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía trước được các chị trồng cho mình, có những cái mảng cây xanh rất là đẹp và những cái mái vắt thái rất là đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng. Cũng như mình sẽ nhìn lại cái khu phân lô nhà lầu ở đồng bộ với những nhà hàng tham quan. Đây là khu nhà lầu đồng bộ, một con đường thông ra trục đường Thống Nhất. Và chỗ này thì nhà đất Hoàng Tín đang có một số căn nhà muốn gửi đến cho khách hàng. Và như căn kế bên này cũng đang có diện tích như nhau và đang có một cái giá là đồng như nhau. Nhưng mà căn phía bên thì có tới 4 phòng ngủ và căn này thì chỉ có 3 phòng ngủ thôi. Đấy, tại vì căn này ra lấy ra một phòng để mình làm phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm rồi, phòng tắm trong chăm sóc sức khỏe rồi. Cho nên mình chỉ còn lại 3 phòng ngủ thôi để khách hàng lựa chọn cho mình một trong hai căn nhà. Và nội thất bên trong thì được anh chị nhà thiết kế na ná giống nhau. Và đây là khu vực sân sau căn nhà, sẽ có một khoảng sân để mình phơi đồ cũng như phòng giặt và phòng thay đồ ở phía bên trên căn nhà. Đây mình có một cái phòng thay đồ ở phía bên trong. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà những video tiếp theo.